Việt Nam Idol Kids. Việt Nam Idol Kids. Wow. Đúng rồi, bỏ tay. Cô này là cô dạy cho cô, đúng rồi. Và bài hát tiếp theo là một ca khúc của nghệ sĩ Châu Kỳ, ca khúc được mang tên Đừng Nói Xa Nhau ạ. Hãy subscribe.
Alo anh ơi, anh lên tầng 12 đi rồi em ra cửa anh đón anh.